Công an đã bắt được cặp đôi bạo hành cho bé trai hút ma túy ở Hóc Môn. Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ được hai người liên quan trong vụ việc bé trai bị bạo hành nghi cho sử dụng ma túy. Ngày 26 tháng 3, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan xác định địa điểm, bắt được hai người liên quan trong vụ việc bé trai bị bạo hành cho sử dụng nghi ma túy. Hai người này là Lê Văn Bậm, 44 tuổi và Nguyễn Thảo Nguyên, 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình. Công an bắt giữ hai người để làm rõ về hành vi bạo hành cho bé trai 3 tuổi, là con của Nguyên, sử dụng nghi ma túy. Bậm chính là người đàn ông xăm trổ trong các clip lan truyền trên mạng xã hội về nội dung bạo hành cho bé TNT 3 tuổi hút chất nghi ma túy trước sự chứng kiến và quay clip của Nguyên. Sau thời gian truy tìm, công an đã ập vào một địa điểm trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đưa Bậm và Nguyên cùng bé an toàn về trụ sở để làm việc. Ban đầu cả hai khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé. Nguyên khóc, cho rằng bé là con ruột của mình, không có cố ý làm tổn thương con và mong muốn bé không bị tách khỏi mẹ. Bậm là người sống như vợ chồng với Nguyên. Trước đó, như Pháp Luật Online đã đưa tin, tối ngày 24 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip một bé trai bị một người đàn ông xăm trổ hành hạ, ép sử dụng chất ma túy. Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, bé trai sống cùng mẹ và người tình ở một địa điểm trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Các clip thể hiện bé trai ở trần, mặc bìm, bên cạnh là người đàn ông mặc quần ngắn, người ở trên lộ các hình xăm lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bày tỏ thái độ đau xót và căm phẫn. Một trong các clip, bé trai bị người đàn ông ép dùng hai tay cầm chai nước, giữ nguyên trên loa và lớn tiếng bắt không được đánh chỉ của bé nữa. Sự việc có sự chứng kiến của một bé gái và một phụ nữ dùng điện thoại ghi hình. Ở clip khác, người đàn ông này liên tục dùng búa, kéo, tua vít, kim gõ vào vùng kín của bé và dọa cắt. Trong clip dài 20 giây, bé trai được người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy đá và người phụ nữ hỏi ok không sau khi bé ngậm vào đầu ống hút rồi nhả ra. Ngay sau khi clip và nội dung xuất hiện trên mạng, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Công an đã đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn. Khi tới căn nhà thì nơi này có 5 người sinh sống. Những người này xác nhận không hề có chuyện bé trai bị bạo hành, ép hút ma túy như trên mạng đăng tải. Làm việc với Công an xã Bà Điểm, anh TMT, 30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, xác nhận mình là cha ruột của đứa bé. Theo anh T, mình và Nguyên kết hôn, sinh hai con. Bé trai là con thứ, tên TNAT. Năm 2021, do mâu thuẫn, Nguyên ẵm hai con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với Bậm. Do biết Nguyên có chơi ma túy, nên khoảng 4 tháng trước, anh T có lên quận Tân Bình để đón con lớn về nhà nuôi. Riêng bé trai sống với mẹ. Cách đây mấy ngày, anh T có điện thoại cho Nguyên và mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì được đồng ý. Anh T đăng nhập thì phát hiện các đoạn clip nói trên trong tin nhắn và đăng tải lên mạng. Anh T cũng cho biết các đoạn clip này đã xuất hiện từ khoảng 5 tháng trước vì trong các clip còn có hình ảnh người con lớn. Vụ việc sau đó gây xôn xao dư luận, Công an huyện Hóc Môn sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cặp đôi này để làm rõ. Bậm và Nguyên ban đầu được cho là ở tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nhưng sau đó lẩn trốn xuống huyện Củ Chi. Các trinh sát hình sự, Công an huyện Hóc Môn cũng lần tìm được nơi hai người này lẩn trốn và mật phục, bắt giữ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.